Đây chính là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, được chưa? 6 vùng này có tác dụng là tăng cường sức đề kháng. Bất kỳ ai mà đang cảm thấy trong người không khỏe thì dùng bài này, hoặc là đang sốt thì dùng bài này, có cảm cúm dùng bài này. Tóm lại cứ cảm thấy người mệt mỏi dùng bài này. Đấy, thì 6 vùng vùng thứ nhất như sau. Đây là hốc đầu mắt này, là vùng thứ nhất. Vùng thứ hai là chạy từ giữa hai đầu lông mày hết sống mũi đến đây. Vùng thứ ba là gì ạ? Chân cánh mũi. Vùng thứ tư là gì? Hai bên đường pháp lệnh. Vùng số 5 gì ạ? Bờ cong mũi cằm. Vùng số 6 là mình sẽ ôm sát vào chân tay. Thế bây giờ mình sẽ gạch như nào? Mình sẽ dùng cây sao chổi này. Đầu này là đầu 1, đầu này đầu 3. Đầu 1 này là đầu dương, dành cho những người huyết áp thấp sợ lạnh. Đầu 3 này dùng cho người huyết áp cao, hoặc là làm mát hoặc hạ sốt. Bây giờ mình sẽ, ví dụ đây là một người bình thường, mình sẽ dùng cả hai đầu. Đầu tiên đây là vùng số 1 này. Mình có thể gạch lên gạch xuống, hoặc là gạch một chiều từ trên xuống đều được. Mình sẽ đẩy sang phía bên mắt đối diện nhẹ nhàng 30 tính đếm cả hai chiều. Bên này cũng thế, 30 tính đếm cả hai chiều. Mình có thể tự gạch cho mình được. Đấy, gạch nhẹ nhàng không cần mạnh tay. Vùng thứ nhất, vùng số 2 này. Nếu mà mình dùng cây một mình có thể đặt đặt ngang như này. Còn nếu mình dùng đầu 3 thì mình cho ba chân nó chạm vào. Như vừa nãy có người hỏi đấy đúng không ạ? Đấy, nhẹ nhàng như thế này. Giống như đang làm đẹp thôi đúng không ạ? Đấy, cũng 30 tính đếm cả lên cả xuống. Tiếp theo vùng số 3 là gì ạ? Chân cánh mũi này. Mình sẽ ôm sát vào chân cánh mũi. Dạ. Mình nhớ là hướng cây giò này, hướng cây giò vào phía chân cánh mũi. 30 tính đếm. Tiếp theo bên này cũng thế. 30 tính đếm. Mình làm thực tế này nó sẽ đúng 30 tính đếm. Đây có thể nhanh hơn. Tiếp theo hai bên đường pháp lệnh này. Mình sẽ gạch này, từ góc cánh mũi đến địa ngang với mép miệng. Thôi nhẹ nhàng. 30 tính đếm. Tiếp theo bên này cũng thế. 30 tính đếm. Mình có thể xuôi tay ra để cho nó dễ cũng được. Tiếp theo đây ụ cằm này. Đây, vùng số 5. Đấy, theo cái bờ ụ cằm này. Mình có thể dùng cả hai chân đều được. Đây là đang người bình thường. Tiếp theo này, tai này, tai bên nào cũng trước cũng được, sau ra trước, trước ra sau cũng được, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là gì, xuôi theo chiều tóc như này cho nó đỡ rối tóc này, nhưng cố gắng gì ạ, cố gắng ôm sát vào gì ạ, ôm sát vào vành tai, ôm sát vào chân vành tai này, xuôi theo tóc đấy, như thế đấy đúng không ạ, cũng 30 vòng. Bên kia cũng thế này, xuôi theo tóc cho đỡ rối này, đấy giống như vén tóc thôi, ôm sát vào cái vùng này chắc có người chưa bao giờ được rồi ạ, cọ vào, nhưng mà lúc mình chạm vào này cực kỳ dễ chịu luôn, rất là thích hợp cho những người bị rối loạn tiền đình ấy, hoặc là hay xây sẩm mặt mày ấy, thì mình chà vào cái vùng này cực kỳ dễ chịu. Như vậy là 6 vùng, mỗi một vùng mình gạch 30 tính đếm cả qua cả lại. Nếu mà chữa bệnh thì ngày 3 lần, phòng bệnh thì ngày một lần. Đấy, thì mình cứ về mình thực hành thường xuyên thì cảm thấy sức khỏe của mình nó sẽ tăng dần lên. Hoặc là cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi thì gạch, hoặc là những ai mà đang sốt ấy, mà gạch cái thấy nó dễ chịu cực kỳ luôn.